cơ sở về việc làm chuẩn bị. Chương trình tham gia hội thi giai điệu tuổi Hồng của trường Trung học cơ sở Liên Sơn gồm các tiết mục: một, múa chúc sinh, biểu diễn tốc múa; hai, song ca, thiện thầy đi bộ đội, sáng tác Phạm Tuyên, biểu diễn Lương Phong Thủy Dương; ba, bài hát Vào Hạ, sáng tác Xuân Oánh, biểu diễn tốc ca nam nữ cùng tốc múa phụ họa. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
Chân em hòa, đưa áo trong tan đẹp, mưa đầu.